Đây là hình ảnh của một ngôi làng chỉ cách xa trung tâm xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng 15 km. Dù đã định cư ở đây 20 năm, nhưng mãi đến năm 2013, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm mới có điện thắp sáng từ 2 km đường dây tạm bợ do người dân từ bỏ tiền đầu tư. Còn nước thì được lấy từ ao hồ để giặt giũ và rửa chén bát. Trong khi nước sạch dùng cho nấu nướng, phải mua từ những tiệm bách hóa, cách nhà khá xa. Điện chỉ có xài được cỡ 9 giờ sáng, 9 giờ đến cỡ chừng 3 giờ chiều thôi. Chứ còn nó ở khúc trên thì ta còn nấu cơm nó đều được. Còn như khúc dưới đây chị có nấu cơm được. Lúc mới vô điện thì còn nấu cơm, mua bếp, mua đầu cơm điện thì chứ giờ đâu nấu được. Mà mùa mưa là cũng cực lắm. Mưa đường xá lại trơn á, khó đi lắm. Gia đình của ông Nông Bạch Đằng, ngủ tại căn nhà được xây dựng theo chương trình 167 về hỗ trợ người nghèo xây nhà ở. Và đây cũng là nơi tập trung nhiều nhà kiên cố nhất. Để có được điện thắp sáng, ông Đằng đã phải sử dụng chung đường dây từ trường tiểu học bên cạnh. Còn nước sinh hoạt là từ giếng khoan bơm lên và được gia đình dùng hóa chất để xử lý. Mình nhờ từ từ, mọi người thấy hoàn cảnh mọi người, cuộc sống thì cứ giải quyết thôi cho mình, không có thể giải quyết con cháu ngày sau thì mình tìm cách, mọi cách khác cho nó đỡ hơn trong thời buổi này. Thôn Tân Phú hiện có 216 hộ dân sinh sống. Ngoài thiếu nước sạch và điện sinh hoạt, điều kiện đi lại của bà con cũng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với con đường đến trường của các em nhỏ. Bên cạnh đó, nông sản tại địa phương thường xuyên bị ép giá do trở ngại giao thông. Do cái điều kiện, cái địa bàn nó rất là rộng, đấy, dân cư thì ở rất tươi thớt và có một số hộ thì tạm trú và không, tức là người ta chỉ đến người ta làm nương, làm rẫy, sau đó là người ta sinh hoạt thì ở nơi khác. Cho nên là trong cái việc mà đầu tư về đường xá này, về điện này, rồi về các cái cơ sở phúc lợi xã hội thì nó cũng còn gặp phải một số khó khăn. Để là giải quyết những cái vấn đề liên quan đến là xây dựng cái đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như là ổn định cuộc sống của người dân và tạo cho điều kiện cho người dân là ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, thì huyện đã chỉ đạo cho phòng kinh tế hạ tầng phối hợp với điện lực Đức Trọng rà soát những cái khu vực mà hiện nay là đường dây mà nó xuống cấp rồi nó điện yếu, nâng cấp để mà tạo điều kiện cho bà con có cái điện sản xuất cũng như sinh hoạt ổn định. Còn đối với cái đường giao thông á, thì trong cái tháng 3, tháng 4 vừa rồi thì huyện đã chỉ đạo sẵn ra là vận động cái công ty Đa Dân Ba cũng như là một số cái doanh nghiệp là hỗ trợ kinh phí và sửa chữa lại cái nâng cấp, duy tu sửa chữa lại cái đường đi cho các cái hộ dân trong thôn Tân Phú để tạo điều kiện cho các hộ dân là đi lại cho nó thuận tiện. Huyện đã có cái chủ trương giao cho xã Ninh Gia là khoan thêm một cái giếng nước để là tạo điều kiện cho dân ở khu vực này là có cái nước sinh hoạt. Về lâu dài cái hệ thống trường lớp ở xã Ninh Gia thì huyện đã chỉ đạo cho phòng dục rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp để là tham mưu cho huyện có cái từng bước đầu tư cái hệ thống trường lớp trên địa bàn xã Ninh Gia nói chung và cũng như là đối với cái thôn Tân Phú nói riêng. Tiếp tục là kiến nghị với các sở ngành của tỉnh là tranh thủ các cái nguồn vốn của trung ương để mà lập cái dự án về cái bố trí dân cư, sắp xếp cái dân cư ở đây để tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư cái sở hạ tầng. Hiện nay hơn 200 hộ dân ở thôn Tân Phú vẫn phải sinh sống trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất. Nhưng hy vọng với những ý kiến vừa nêu, huyện Đức Trọng sớm có những giải pháp khả thi để cuộc sống của người dân nơi đây vơi bớt khó khăn, giúp họ yên tâm định cư, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện, cây bơ được trồng ở vùng đất Đam Sông rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương.